chào anh em, bây giờ cũng trưa trưa ngày 8 tháng 3 2022 anh em cô chú ơi. Rất vui khi quay trở lại phục vụ anh em cô chú. Có một cái máy quay A2015 khá đẹp, chuẩn bị tháo đồ món bán cho anh em cô chú nào có cần xài, món nào ủng hộ mình, cảm ơn. Chuyên mình chuyên mua bán đồ Honda xe đạp ở gần chợ Đê Đông, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Số điện thoại là 0918 104045, có Zalo luôn anh em cô chú. Mời anh em cô chú uống ly trà móc câu vô vấn đề luôn. Quay sơ quan vòng cho cái máy cho anh em cô chú xem, cái tháo đồ món báo chi tiết cụ thể từ món đồ cho anh em cô chú xem. Và đây là trước cái gác chân quay, cái gác chân quay Thái nè, khá đẹp ha. Chưa có một lũng gì hết nè. Gác chân này bán anh em 350 ngàn. Anh em về vệ sinh lại. Chạy nó có cao su này, còn rin nữa, nó im lắm anh em cô chú ơi, dẻo nhẹo chả lắm. $400 nay bớt năm anh em cô chú 50 mấy, 350. Rồi cái cục IC phiêu chờ một còn mà test sẵn rồi, chạy khá đẹp anh em cô chú, chạy khá ngon, chạy khá bóng. 600 mà tính anh em cũng 550 thôi, bớt 50 ngàn mình ship. Trong xe mình tháo ra xe phiêu chờ mà lóc chuột không anh em. Vệ sinh rồi. Cái máy này bụi bặm nó dính móc móc lên cô chú. Này mà vệ sinh rửa cái là má đầu lòng mà đẹp lắm. Thì mình để nguyên thủy về quay cho anh em cô chú xem. Rồi, tạm ngưng video đây, mình sẽ tháo xong cái máy mình sẽ quay tiếp tục cho anh em cô chú xem nha cô chú. Rồi cái máy tháo là xong rồi nè anh em cô chú ơi. Quá trời đẹp luôn anh em cô chú, nó còn trắng tươi luôn, cái lóc nó chưa có dính nhớt nữa, thứ dữ rồi. Ôi, quá đã anh em ơi. Và phát ham luôn, quay cái này thiết mang cái bệnh viện luôn. Quay giờ quay cái dên đầu lòng trước anh em cô chú xem. Dên đầu lòng này bán đúng là 3,4 triệu luôn á, mà bây giờ bán xả cho anh em cô chú một cái mới quay trả lại nè, hai tương trước nè. Để mình bắn cái ấy sao nó tạt tán này tiêu anh em chú ơi. Tạt cái miệng lỡ tay ấn không xét, tạt cái miệng nó xấu quá. Anh em nào có mua kệ xấu, dặn xấu nhưng mà nó rít đấy được. Dên đầu lòng này 3,4 triệu mà bây giờ bán khai tương trả lại cho anh em cái này giá 3 triệu. Dên đầu lòng này vừa bán vừa bớt tiền ship cho anh em cô chú. Chưa lắc hang luôn nè. Nhắc khỏi phải soi nhiều anh em cô chú ơi, không có gì để quay hết. 3 triệu rẻ trời ơi, cái mà hết thế rồi. Mỗi kênh có một cái lối đi riêng, mỗi cái qua còn mỗi cá nhân có một cái quan điểm riêng. Cái quan điểm của mình là cái máy nó còn chì, và màu nó còn chì bên ngoài, gọi là nguyên đai cặp chì là đẹp, cho là đẹp. Chứ mà cái màu có người họ cho cái màu xanh là đẹp. Cái bê tông chưa dính nhớt luôn nè anh em, chưa đen sập ngang. Đẩy vô coi cái sơ mi cái
sơ mi chưa dính nhớt đen luôn nha cô chú ơi. Hết thế vào trong. Mỗi một cái cửa hàng ấy, họ sẽ có một cái lối đi riêng, nhưng mà mỗi quan điểm cá nhân của mỗi người có quan điểm riêng. Mình thì cái quan điểm mình là nói là máy là nó cái màu chì nó còn như cái nắp tròn, nắp bốn lỗ màu chì nó còn, áo bên ngoài là đó là máy đẹp. Nó quan điểm mình là vậy. Có những người có quan điểm người ta cái màu xanh nó đẹp. Máy mà còn mình mà mua mấy chiếc xe mà lã nói là đẹp rồi nha mấy anh em mà bán xe cho mình cũng vậy. Máy mà mất cái màu chì của mấy cái nắp này là mình không mua đâu nha, nếu mà gọi là xe cọp. Còn xe mà không cọp thì giá nó khác, thì cái đó tính theo xe không cọp. Còn anh em điện báo nói giờ có xe cọp ông tí lấy không, là nhưng mà cọp là phải màu chì vậy, còn cũng ngã qua màu xanh như dép lầu rồi thôi. Mà quan điểm mình là vậy, mỗi anh em mỗi khác. Nguyên một cái lớp chì ở bên ngoài vậy đó, cái lốc giữa cũng vậy nữa, lốc số cũng vậy nữa, đó là mình cho là đẹp. Trên đầu lòng nó 3,4 triệu rồi bán anh em 3 triệu á. Lốc mà chạy mà cái này nó chưa dính nhớt đen là anh em hiểu rồi, kẹt khóc mà. Một bên ngoài thì áo chì mà bên trong áo tắng vậy là lụm chắc cứu, nói gã là bên trong thì mình không thấy được rồi. Bên ngoài cái chất chì còn là bên trong không bao giờ đen chì nè, còn nguyên cái lớp áo của nhà máy còn ngoài nó chưa có bay cái lớp áo chì nữa mà. Rồi cái lốc này với cái ốc xả nhớt luôn là 350.000 anh em ơi. Ốc nó lạc đâu đây để hơi dặn vô cho anh em đây. Ôi, nãy tháo ốc để đây tiêu, có ốc xả nhớt chứ lồng đền nữa anh em, 350.000 à, chì nè. Đó chì là vậy á. Ôi da, tay bén đứt tay. Lóc hết thế cái màu. Đẹp dễ tè, chưa có dính nhớt đen nữa. Rồi bộ ba nắp nè anh em ơi. Ba nắp này cũng chưa dính nhớt đen luôn. Sơn bên ngoài có cày miếng ở đây khá đẹp. Các anh em bộ ba nắp này 400, bốn trăm rưỡi mà bớt 50 quá anh em, 400.000 thôi. Ngoài có tróc sơn. Rồi 400.000 nó còn bộ số nữa nè anh em ơi. Số chỉ có vậy, có ký hiệu 2015 nè. Đó, có mã số. Bao anh em mà không hước không hú không gì hết ta nha. Cái gần nhà máy còn đây mà. Mới chạy cái này mới chạy có đâu bữa đó đâu mấy ngàn hay mười mấy ngàn cây gì quên rồi, bữa tháo bán cái đồng hồ rồi không nhớ nữa. Mà ít, nói chung là xe chạy rất là ít, tại vì nó thứ nhất là nó cái hoa lăng mâm lửa nó cũng đóng đát 2015, cặp vỏ cũng còn đát 2015, rồi bộ tem của 2015, bộ số của 2015, nói chung là nó đát 2015 của nó toàn vẹn hết, không có mất, không có xào chẻ món nào vô. Bộ số này bán anh em 800 là anh em, 900 là bữa nay là đợi anh em cô chú đợi lâu quá, quay ta lại bán giá hữu nghị cho anh em cô chú bớt tiền ship để làm quen. Mong anh em cô chú thông cảm, nghỉ thời gian nó bắt dọn dẹp cái ngoài chuyện ngoài đồng, rồi đi đồng đi bưng, nay trở về tiếp tục này đát 2015 là anh em cô chú.
bán 800 luôn cộng sên đề thất đề. Rồi bữa nay bán cho anh em cô chú 700 ngàn con lửa. Thành thức thanh toán là chuyển tiền hoặc chuyển khoản trước gửi hàng sau nha anh em cô chú. Có bên ngoài có nám nám thì không đáng kể, xuất sắc. Tiếp theo củ đề, củ đề này mỗi khi 400 này bán 350 nè anh em. Bịch xăng con sang con co e bao tử luôn, là bu e luôn, là vàng ống đó. Mỗi khi bán 1,1 triệu như bình này bán 900 anh em. Giang Phi nổ bài bán Thạch Phương hết lần rồi. Rồi ơi, vô kho lục sao mà hên gặp cái vô tình lẫn cái kiếp này nè cô chú, lục kiếm cái thùng xả nhớt mò vô kho lụm ra được cái tay đèn 67 riêng với mấy cái dè ở trong kho. Rồi bán cho anh em bộ ốc 4 ốc đầu 200 ngàn nè anh em. Đẹp ha. Mình chim bịt mũ dặn kỹ không cho tày cho anh em cô chú. Chim mình cả chim đập túi ni lông chim hai lớp dặn không vào tay. Rồi bộ ốc máy, máy gồm báo số nè, đây ốc xả nhớt nằm đây. Được quá, ốc xả nhớt càng tăng cam, sơn cam chưa giãn luôn nha anh em cô chú. Cam nãy tháo nó còn thẳng thẳng trưng từng đó chưa đen. Trên cam bánh lòng bánh tăng bộ ốc máy, ở dưới thì hơi nám nám, ở trên khá đẹp. Ở dưới nám nám vậy anh em ngâm dầu bánh bơm nhớt, bơm nhớt đặt đạn sâu cái phe này ở bên kia cũng là ông sáu nữa nè anh em ơi. Có lượt nhớt, có bạc đạn báo số. Rồi hết bộ ốc như gồm như đó đó. Quay kỹ ra cho anh em coi tổng thể là 400 ngàn nha anh em cô chú. 400 ngàn bộ ốc này rẻ nè anh em, nó đẹp. Nó rẻ là vì lý do nó đẹp nha anh em, chứ nó xấu rồi bán 100 ngàn cũng vẫn mắc như thường. Rồi đó, hai cốt này nè bán 250 nè anh em. Cốt số cốt đạp lò xo 250 ngàn mới tin luôn. Rồi xong rồi, chào anh em cô chú, cảm ơn anh em cô chú đã cho mình xin một like để có động lực kiếm đồ rã xe quay hàng ngày phục vụ anh em cô chú xem giải trí. Cảm ơn anh em cô chú đã xem tin, cảm ơn anh em cô chú đã đăng ký kênh. Chúc anh em cô chú luôn luôn dồi dào sức khỏe, tràn đầy hạnh phúc trong cuộc sống này anh em cô chú ơi. Rồi, chào anh em, chào cô chú.